Thân vương xứ Wales tuyên thể trung thành với vua cha sau khi vua sắc để tam đăng quang. Thân vương William bước lên trước ngai vàng, quỳ gối tuyên thể trung thành với vua cha và ôm hôn ông. Thân vương William người thừa kế ngai vàng Anh xuất hiện với tư cách là Stone Royal và Rock Royal tức là bề tôi đắc lực nhất của nhà vua trong lễ đăng quang của vua sắc để tam tại tu viện Westminster. Thân vương xứ Wales cùng nam tước Meron, và các giám mục được sau nhiệm vụ hỗ trợ vua Jacques II Tam, thay áo tròn trước khi ông được trao vương miền thánh Edward và chính thức đăng quang. Sau khi vua Jacques II Tam đăng quang, thần vương William đã bước đến, quỳ gối đặt tay vào tay cha mình và nói: "Con, William, thần vương xứ Wales, với tư cách là bề tôi đắc lực nhất, thề trung thành với người bằng tất cả niềm tin và sự chân thành và niềm tin. Vì vậy, Chúa hãy giúp con." Sau đó, William chạm vào vương miền của cha và hôn lên má ông, khiến vua sát để tam rất cảm động và nói, cảm ơn con, William. Lời thề của thân vương xứ Wales được gọi là sự trung thành của hoàng tộc. William lặp lại lời thề mà ông nổi, hoàng thân Philip từng tuyên thề với vợ, nữ hoàng Elizabeth II, tại lễ đăng quang của bà năm 1953. Lời tuyên thể và vai trò của William được văn phòng tổng giám mục Canterbury công bố vào tuần trước. Sau khi nữ hoàng Elizabeth đề nghị qua đời vào ngày 8 tháng 9 năm ngoái, Charles trở thành vua Anh. Khi đó, Charles tấn phong con trai cả làm thân vương xứ Wales, tức hiệu truyền thống dành cho người thừa kế ngai vàng Anh. Một nguồn tin thân cận với hoàng gia Anh cho biết Charles và William ngày càng thân thiết và ăn ý với nhau trong nhiều vấn đề. Ngoài việc cùng nhau vượt qua cái chết của hoàng thân Philip năm 2021 và nữ hoàng Elizabeth vào năm ngoái, quyết định chuyển đến California của hoàng tử Harry và Meghan Markle cũng khiến cho William và Charles xích lại gần nhau hơn. Hoàng tử Harry, con trai út của vua Jacques Đệ Tam, cũng xử lễ đăng quang nhưng anh không giữ vai trò nào trong buổi lễ. Trong khi đó, con trai cả, trong khi đó, con trai cả của William là Hoàng tử Jacques, người đứng thứ hai trong hàng thừa kế giữ vai trò là tiểu đồng danh dự trong lễ đăng quang của ông nội. Sự tham gia của Jacques tại lễ đăng quang đã làm nên lịch sử khi cậu trở thành vị vua tương lai trẻ nhất, đóng vai trò chính thức trong lễ đăng quang. Vua Jacques Đệ Tam, 4 tuổi khi mẹ ông là nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đăng quang. Khi đó ông chỉ được đưa vào xem phần nghi lễ tấn phong của mẹ. Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị 11 tuổi khi cha bà là vua George VI đăng quang vào năm 1937 nhưng không đóng vai trò chính thức nào.